ít cam kết về hợp tác nhiều mặt trong mọi lĩnh vực, không chỉ là lợi nhuận, đặc biệt là không phải là lợi nhuận ngắn hạn mà nó phải là cái vị thế dài hạn của cái cam kết này. Cái điểm thứ hai là về mặt hình thức thì ở nước ta thì cổ đông chiến lược thì vẫn cứ hiểu chứ không phải là một cổ đông, tức là một chủ sở hữu một số cổ phần. Nhưng tuy nhiên thì trên thị trường quốc tế thì người ta có đây có một loại cổ đông khác, cái nhà ta chiến lược lâu dài không cần phải có vốn, thì đấy là cái quốc tế là như vậy. Trong cái nghiên cứu này thì chúng tôi tập trung vào cái việc nghiên cứu về đầu tư chiến lược này, nó liên quan đến ba sự kiện chính của đất nước trong trường hợp Việt Nam, nó chính là các doanh nghiệp, trước hết là các doanh nghiệp cổ phần hóa, thứ hai là các nhà đầu tư chiến lược, và thứ ba là nhà nước, chính phủ. Và cụ thể ở đây tôi khoanh vùng là đó là chính là các cơ quan đại diện chủ sở hữu, hay còn cụ thể là hiện nay nó chính là bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cái đầu tư chiến lược hay còn cái lợi ích của cổ đông chiến lược thì nó cũng tương đối rõ, và thực hiện cái mục tiêu đối với cả, trước hết đối với nhà nước là rõ ràng cái việc thu hút đầu tư chiến lược vào nó sẽ mang lại những cái lợi ích thêm được nguồn tài chính cho cái doanh nghiệp, giảm gánh nợ ngân sách để mà đối với cả các cái doanh nghiệp mà có trên cổ phần hóa, và từ đó thì giảm cái điều hành trực tiếp của nhà nước đối với cả doanh nghiệp, và từ đó là có phần cải thiện cái vai trò đúng của nhà nước trong cái kinh tế thị trường. Còn đối với cả các nhà đầu tư chiến lược thì trước hết nó là lợi ích kinh tế, chúng ta có thể hiểu là lợi nhuận, đây là lợi nhuận dài hạn, tính nhân vị diện dài hạn. Ngoài ra còn có các nhiều cái mục tiêu khác, rất nhiều cái nhà đầu tư thì họ cũng tham khảo và họ cũng đã giới thiệu với tôi về cái mục tiêu của họ vào đây để làm gì, đầu tư vào lĩnh vực nhà nước cổ phần hóa để làm gì, đặc biệt là yếu tố thị trường, yếu tố phát triển dài hạn, yếu tố chuyển thị trường từ một ngày qua một kia, là không phải ngẫu nhiên mà họ cũng muốn lựa chọn Việt Nam. Đối với cả doanh nghiệp cổ phần hóa thì chắc chắn đầu tư chiến lược nó sẽ là cái nguồn tài chính, chắc chắn là một điều rất quan trọng. Ngoài ra còn nhiều cái mục tiêu khác cũng mong muốn là nâng cao được cái hiệu quả cạnh tranh, nâng cao được cái tình hình tài chính, vân vân. Thế tuy nhiên thì cái đầu tư chiến lược cũng không phải là cái bản năng, và thực tế là quốc tế cho thấy rằng là luôn luôn có hai mặt,